Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người rang cà phê bằng chiếc máy rang Mika E500g ha. Máy này xài công nghệ Hot Air, rất là đặc biệt, rất là đẹp. Đây là cái bảng điều khiển của máy. Đây là máy. Thì đây là cái hộp xả cà phê ha, hộp xả cà phê kéo ra kéo vô ha. Và còn đây là cái cửa xả nè, cửa xả cà phê. Và đây là cái cây thăm nha, đây là cái cây thăm. Đây là cái cửa xả cà phê, khi mọi người mở ra rồi mọi người đút cà phê vô đó ha. Ok. Thì hôm nay mình sẽ làm mẫu cho chương trình rang cà phê tự động. Máy này là máy rang Hot Air nhưng mà nó có một số cái chương trình rang tự động, 9 cái chương trình rang tự động được lập trình sẵn nha. Ở đây là có bảng rang luôn. Đó, mọi người thấy nó phân loại hạt nè. Đó, phân loại hạt loại nào thì chọn chương trình rang tự động nào. Thì ở đây là phần lớn cà phê Việt Nam là mọi người sẽ pha máy thì mọi người sẽ chọn cái nào có chữ espresso nha. Espresso nè. Là nó nằm ở cái đát hết á. Nó nằm ở chương trình rang đát hết á, là cái hàng cuối này nè. Nó rang đát hết. Đó, tại vì cà phê mình pha máy mà, pha máy thì nó rang đát, đúng rồi. Ở đây mình xài hạt cà phê Resin Cerrado nha. Cà phê Resin Cerrado nha. Cerrado thì đây, chương trình số 13, 013. À, cái này nó chỉ là ghi gợi ý nha, chứ không có bắt buộc mọi người phải theo cái này. À, tốt nhất, mình thấy tốt nhất nếu mà mọi người muốn đơn giản hóa cái việc làm á, thì mọi người, thí dụ, mọi người biết là cái rang máy là nó có đát hết rồi, thì với cái loại hạt này mọi người cứ lấy ra ba mẻ, mình rang hết thử cái này là ba ô này 1, 2, 3, sau đó mọi người đem đi pha máy coi thử cái nào ngon thì mọi người lựa, thì mai mốt mình cứ rang theo cái số đó thôi. Còn bây giờ mình sẽ rang theo cái máy luôn, đó là số 013 ha. Ở đây mình xài 350g ha. Bây giờ mình sẽ bật máy nè. Thì đầu tiên là cái nhiệt độ máy nó đang ở mức gì đó, nó không phải là, nó đang ở nhiệt độ phòng, nhưng mà hồi nãy mình có rang mấy mẹ nên là bây giờ nó đang ở mức 130 mấy. Ok, mình sẽ chọn chương trình nha. 013, 011, 012, mọi người có thấy không? Nó hơi lóe ha. Để mình coi coi. Rồi ha, góc này thì đã dễ hơn. 013, là nó nhiệt độ đang là 134. Rồi, mình chọn chương trình xong ha. Ở đây là mình sẽ xài 350g, mình sẽ cố định đó nha mọi người. Mình sẽ ghi lại là 350g, lần sau cũng rang 350g. Còn ai muốn xài 400g thì mọi người cứ cố định nha. Cứ 400g đều thì nó sẽ ra ổn định thôi. Ok, đây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nóng nha. Đầu mình sẽ bấm reheat, mình chọn chương trình xong rồi, bây giờ mình sẽ bấm reheat. Bấm reheat cho tới khi nào nó nghe cái tiếng bíp 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 á. Thì mình bắt đầu mình rang. Ở đây là cái chương trình 013 thì nó reheat lên tới 200 nè. Lát nữa lên tới 200 nó sẽ bíp 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 nè. Đó, còn bây giờ hiện tại đang ở 131 độ nha. Bắt đầu nó rang lên, bắt đầu là đèn nó làm nóng lên tới mức 200 thì nó sẽ nghe bíp 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 nha mọi người. Thì lúc đó mình sẽ đổ hạt cà phê vô. Rồi bấm chữ R 2 lần. Chữ này nè, bấm cái này 2 lần để nó bắt đầu rang theo chương trình tự động là 013. Đó, bắt đầu nó bíp 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 rồi đó, lên 200 mấy rồi nè. Đó, mình sẽ là mình mở cái cửa này ra nha. Đó là mình cho hạt cà phê vô. Nhớ là mình xài 350g thì lần sau mình cũng cố định 350g nha. Đó, mình bỏ cà phê vô xong rồi mình đóng nó lại. Cứ làm từ từ thôi mọi người, bấm chữ R 2 lần. Đó, bắt đầu nó đếm thời gian. Để bấm chữ R 2 lần nó sẽ bắt đầu đếm thời gian nha. Đó, chương trình chọn hồi nãy của mình là chương trình 013. Sẽ ghi lại ở đây, lửa đang là 65, lửa là 65, gió 65, nãy là 200 là mình bắt đầu mình cho cà phê vô, 30 giây nó được 127, lửa gió vẫn 65. Đây là các bạn ghi chú của mình ha, theo mốc thời gian là cứ 30 giây. Còn cột bên này là ROR, tức là cái tốc độ tăng nhiệt á. Máy nó cũng có ROR bên này, trên này nó cũng có ROR nhưng mà nó tính theo phút, còn cái này nó tính theo giây. Tính theo, mình chia ra, mình tính theo 30 giây thì nó phản ứng nhanh hơn. 1 phút là được 116 nè. Hạt cà phê đây ha mọi người, nó hạt cà phê đây nha, rất là đẹp. Đây là một cái máy rang, rất là cái thăm đây ha, cái thăm đây đó mọi người xoay ra mọi người coi cà phê này. Đó, đó lửa đó. Rang rất là đều nha mọi người. 1 phút 30, 117, vẫn là 65.
thì mình cứ ghi chú thôi, mình cứ ghi chú lại thôi. Cái này nó đang rang tự động rồi, chúng không có vấn đề phải điều khiển gì hết. Nhưng mà mình cứ ghi chú lại thôi, cứ ghi chú lại dần dần thôi, chứ không có cần ấy. Ok ha, mình sẽ đợi tới 160, mình sẽ quay tiếp. Ở hàng cà phê nha, nó đẹp. Thì đây là cái chương trình rang tự động nên là cũng không có gì nhiều để làm, chỉ là ghi chép lại thông tin thôi. Nếu mọi người thấy cà phê bắt đầu nó ra đổi thành màu hơi vàng vàng nâu nâu nè, được 160 độ rồi đó, khói thì nó bốc lên như vậy đây. 6 phút 161 5 đây ha, mình cứ ghi chép lại đó là tới bao nhiêu giờ thì ra nhiệt độ bao nhiêu, lấy cái số này trừ đi số này thì sẽ ra được cái số ROR này nha. Rồi coi máy nó có thay đổi cái gió với cái lửa không. Cà phê rất là đẹp nha mọi người. Ở mức 170 thì gió nó đã thay đổi từ 45 sang 90 ha. 90 75 55 này là 45 90. Tại vì cái lúc này gió nó đang nhiều, khói nó đang nhiều. Người coi cái màu thử ha, nó gần 180 độ đó, người ta thử cái màu. Màu rất là sắp sang màu nâu rồi ha. Đang tự động nên là không có gì để làm nhiều đâu. Nãy nếu mọi người chờ thấy nó nghe bíp 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 là mình bắt đầu mình xả ra rồi mình bấm chữ cool thôi. 178. Còn ghi chép lại để mình theo dõi thông tin thôi. Nãy nữa nó bíp 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 đúng không? Mình sẽ bắt đầu mình xả cà phê ra đây nha. Rồi mình bấm chữ cool cho nó làm nguội. Bấm chữ B trước xong rồi bấm chữ cool cho nó làm nguội. Tại vì mình đang tự động mà, mình đâu có cần phải điều khiển nhiều đâu. Nói chung là chờ thôi. Hồi nãy là reheat, đợi nó reheat lên cái nhiệt độ nó 200 nó kêu bíp 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 bíp. À, bắt đầu mình bỏ hạt cà phê vô mình rang. Đó, xong rồi bây giờ lát nó đợi nó đủ nhiệt độ nó sẽ kêu bíp bíp thì mình xả hạt cà phê ra mình làm nguội. À, nói thì nói như vậy nhưng mà mọi người đừng có bỏ đi đâu chơi nha, đứng đây canh giùm mình. À, quay clip rồi mọi người nghe được tiếng nổ lắp tắt không? Bắt đầu cà phê nó nổ đấy. Nó có màu nâu ấy nè. Khói nó bốc ra. Cà phê mình nghe nổ lắp tắt rồi đó. Nếu mọi người có nghe được không? Nó 288. Nó vẫn để 4590. Tức là mình không có cần điều khiển lửa, điều khiển gió gì hết. Đợi nghe biết thì mình xả thôi mọi người. Chương trình tự động được cái lợi hại như vậy. 191. Đây. Khói nghiêng hết rồi. Cà phê. Nó một chiếc máy rang mà chưa tới 10 triệu mà có chương trình rang tự động nha. Rất là lợi hại. Rất là đẹp, rất là thơm. Nó được 198, 199 rồi. 198 rồi. Chắc nó sắp cũng sắp kêu bíp bíp rồi đó. 199 rồi. 1 phút 30 giây. Đó, kêu bíp bíp rồi mọi người. Bíp bíp nữa, tự động làm nguội nè. 200 độ nó bíp bíp nè. Mọi người xả hạt ra ha. Nghe nó bíp bíp cái, xả hạt ra. Rồi lấy cái thìa đảo giúp. Đó, mọi người cứ lấy cái thìa đảo giúp em nha. Đó. Đó làm nguội. Bấm P cái cho nó về qua cái cooling. Cooling. Bấm P cái xong làm nguội ha. Mọi người thấy hạt cà phê đều không? Đây là hạt Cerrado của Brazil nha. Đó là chương trình tự động của nó là như vậy. Nãy là nó kết thúc cỡ khoảng tầm 12 phút 10 mấy giây á. 12 phút 10 giây á. À quên, nãy là hết 11 phút 40 giây, xin lỗi. Thì cái bàn này là dùng để ghi chú lại. Còn thực ra là máy là nó chạy tự động rồi. Đó, rất là dễ nha. Rồi, ok, vậy là mình vừa chạy xong một chương trình rang auto. Thì mình đang điều chỉnh chế độ tối để cho nó dễ nhìn cái đèn LED. Thì mình lặp lại nha. Ví dụ như mọi người đang để máy vừa sạc lòng xong, thì mọi người sẽ chọn chương trình rang. Đó, chọn chương trình rang giống như cái vừa rồi là mình chọn chương trình là 013. Đó. Sau đó mình sẽ bấm reheat. Bắt đầu máy rang sẽ bắt đầu sạc lên ha. Bắt đầu máy rang nó sẽ làm nóng lên. Nhớ là đóng tất cả các cửa lại nha. Rồi. Sau khi nó nóng lên tới nhiệt độ này là nhiệt độ 200, nó sẽ kêu bíp bíp. Nó sẽ kêu bíp bíp nha. Thì mình sẽ bắt đầu mình bấm chữ rose này 2 lần. Đó, nó sẽ bắt đầu nó đếm thời gian mà bắt đầu nó rang. Bắt đầu đếm thời gian nó rang. Thì đợi tới khi nào nó đủ nhiệt độ thì nó sẽ kêu bíp bíp.
Nó kêu cũng nhỏ thôi nha, nhưng là mọi người đừng có bỏ đi đâu hết, mọi người đứng ở đây chờ nó rang xong với mình. Nhiệt độ của cái 013 nó đâu đó nó cỡ 200 á, nên là mọi người cũng nhớ canh theo cái nhiệt độ này, biết là thời gian chuẩn bị xả hạt nha. Đó là cỡ 200, thì khi nào nó lên tới 200 á, nó sẽ kêu bíp 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 bíp. Bắt đầu mình sẽ bấm B một cái rồi để bấm cool để cho nó làm nguội ha. Rồi bắt đầu nó sẽ làm nguội, bắt đầu lúc này mọi người mở cái này ra, xả hạt cà phê ra, nó cho làm nguội, nó là xong. Đợi khi nào nó làm nguội về tới 60 hoặc là tới 70 80 gì đó rồi mọi người sẽ lấy hạt cà phê ra, mọi người cất vào hũ nha, để 3 ngày rồi xài. Mọi người thấy hạt cà phê rất là đẹp nha, Cerrado của Brazil. Rồi vậy là mình vừa hướng dẫn xong chương trình rang tự động của cái máy Mikaia này, nó có khoảng 9 chương trình rang, nên là ai không biết rang thì mình cứ lựa các chương trình rồi mình test thử từng loại nha, rồi mình thích cái hương vị nào thì mình sẽ chốt hương vị đấy. Chỉ có biết đó là cái rang máy thường người ta sẽ rang ở đát nha, là rang sẵn á, 013, 023, 033, mọi người cứ lựa nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, ai có câu hỏi, có thắc mắc thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình biết gì mình sẽ trả lời nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.